Hướng dẫn tiếp cho các em bài tập số 3 và bài tập số 4 nhé các bạn. Để tương tự như cái bài tập số 1 và bài tập số 2 của các bạn này. Để cho cái hàm số này các bạn, hàm số của đề bài cho là hàm số bậc nhất thì cái hệ số a này các bạn, hệ số đứng trước x này là phải khác không nhé các bạn. Như là 4 trừ 2m khác không, 4 trừ 2m khác không. Vậy chúng ta suy ra nè các bạn, hoặc tương đương cũng được, trừ 2m giữ nguyên khác cộng 4, đây không ghi dấu gì hết, dòng những dấu cộng nữa bạn, cộng chỉ qua thành trừ là trừ 4 sẽ tương đương. Nếu bạn đây là nhân với bạn, giữa -2 nhân m nhé bạn, -2 nhân m thì nhân -2 chúng ta chuyển qua thành chia -2 ha, nhân -2 chuyển qua thành chia -2 có nghĩa là -4 chia -2, -4 có nghĩa là đây là dấu nhân nhầm bạn, nó cô dấu trừ xong chuyển qua thành dấu cộng. Ở đây là không phải là cái này là dấu -2 nhé bạn, -2 chứ không phải là cái trừ, -2 nhân m, -2 nhân m giờ là nhân -2 chúng ta chuyển qua thành là chia -2. Như vậy lúc này m giữ nguyên nữa bạn, khác -2 chuyển qua thành chia -2, nhân -2 chuyển thành chia -2. Như vậy mấy bạn bấm tính -4 chia -2 sẽ ra được là 2 nhé bạn. Tương tự để cho hàm số, đây là hàm số đồng biến thì 4 trừ 2m phải lớn hơn 0. Rồi, giữ nguyên trừ 2m để bạn làm giống như trên. Cộng 4 này chúng ta chuyển qua thành trừ 4, dấu lớn hơn. Rồi, m giữ nguyên nhớ bạn, nhân -2 chúng ta chuyển qua thành chia -2, -4 chia -2 ra được là 2. Đó, giống như cái bài tập số 1 với bài tập số 2 các bạn, chia 2 vế cho số âm thì dấu của bất đẳng tích, bất phương trình phải đổi chiều. Vì đây là dấu này lớn, chúng ta qua đổi thành là dấu bé nhé các bạn, dấu bé. Tương tự để hàm số này là hàm số nghịch biến thì cái hệ số a này nè các bạn là nhỏ hơn 0. 4 trừ 2m nhỏ hơn 0 tương đương -2m giữ nguyên nữa bạn, -2m giữ nguyên. Đây là cộng 4 nhé bạn, cộng 4 thì các bạn chuyển quế qua thành trừ 4. Cộng 4 thì chúng ta chuyển qua thành trừ 4 tương đương m. Cái này là nhân -2 nữa bạn, nhân -2 thì bạn chuyển qua thành chia -2, vì là -4 chia -2 sẽ là được 2. Nếu bạn nhân -2 chuyển qua thành chia -2, -4 chia -2 là được 2. Khi chia hai vế cho một bất đẳng thức hay bất phương trình mà chia cho số âm thì dấu của nó đổi chiều, để nó đổi lại nè bạn. Đó. Rồi, tương tự như nãy để góp vào bởi đường thẳng này và trục của x là góc nhọn thì cái hệ số a này nè các bạn, 4 trừ 2m phải lớn hơn 0. Đó, lớn hơn 0. Thì chúng ta giải y hệt giống như nãy trên này luôn các bạn, y hệt luôn. Đó, trừ 2m lớn hơn trừ 4. Đó, chia hai vế cho -2 nhé bạn. Đó, nhân -2 chuyển thành chia -2 được 2 để bạn chia cho số âm đổi chiều. Tương tự để góc này là, xin lỗi nhé bạn, cái này là dấu trừ nha bạn ơi. Để cho góc tạo bởi đường thẳng này và trục OX là góc tù thì 4, hệ số a này các bạn, 4 trừ 2m phải nhỏ hơn 0 tương đương trừ 2m dấu nhỏ hơn giữ nguyên, cộng 4 này chúng ta chuyển qua thành trừ 4 tương đương chia 2 vế cho -2 hoặc là nhân -2 chúng ta chuyển qua thành chia -2, nhân -2 chuyển qua thành chia -2 vậy -4 chia -2 là được 2 nhé các bạn, chia cho số âm đổi chiều. Với câu C, vẽ đồ thị của hàm số này với m bằng 1. Vậy mình ghi lại cái hàm số này nè các bạn, y bằng rồi các bạn bổ sung cái đề bài này vô dùm cô nhé các bạn, y bằng 4 trừ 2m x cộng 4. Đó, y bằng trừ 2m x cộng 4. Rồi, đây tiếp theo cô C vẽ đồ thị của hàm số này với m bằng 1. Để bạn ghi lại cái hàm số nhé các bạn, m cộng 2 m cộng 2 x trừ 1. Đó, m cộng 2 trừ 1. Rồi giờ mình thay m bằng 1 vô nha các bạn. 1 cộng 2 x trừ 1 với m bằng 1. Đó, với m bằng 1 phải vô. Vậy y sẽ bằng 1 cộng 2 là 3 để bạn x trừ 1. Đó. Vậy chúng ta được có cái hàm số bậc nhất. Giờ chúng ta cho các cặp điểm để chúng ta vẽ bạn cho x bằng 1. Đây là tùy mình cho, mình muốn cho bao nhiêu thì cho để mình dễ vẽ thôi các bạn. Cho x bằng 1, ghi là y bằng 3x trừ 1 nè. Đó, mình thấy x bằng 1 vô nhé các bạn. Thấy x bằng 1 vô, vậy là 3 nhân cho 1 trừ 1 và mới tính ra được 2. 3 nhân x là 3 nhân 1 để bạn ha. 3 nhân x là 3 nhân 1 trừ 1 là bằng 2. Cho x bằng -1. Tùy mình muốn cho nhiêu cho mấy bạn ha, cho sao dễ vẽ là được. 3 nhân x trừ 1 sẽ bằng 3 nhân x là nhân cho -1 để bạn. -1 trừ 1 sẽ bấm để tính ra được -4. Đó. Thì chúng ta vẽ được vậy nha các bạn. Nó vẽ được vậy. Trên ô bảng này là cô có cái chia khoảng sẵn luôn cho nên cô chia như thế này, nhưng mà trong cái bài thi của bạn đó, mấy bạn phải chia theo 1 cm hết nha các bạn. Thì ở cái video trước đó mấy bạn, trong cái video bây giờ là vẽ đồ thị hàm số bậc 2 parabol đó, vẽ đồ thị parabol đó bạn, thì mấy bạn là cô có hướng dẫn chia khoảng rõ ràng, hướng dẫn cách vẽ trục OX, trục OY để cách chia khoảng lấy một đơn vị nha các bạn. Để bạn coi kỹ hai cái video đó. Thì giờ mấy bạn sẽ vẽ được cái này một cách rất là dễ dàng thôi nhé bạn. Vậy là thứ nhất, điểm nhất là x bằng 1, y bằng 2. X bằng 1. X bằng 1 ở đây nè các bạn. Rồi y bằng 2 ở đây. Đó. X bằng 1. Y bằng 2. Đó, tiếp tục là x bằng -1, y bằng -4. X bằng -1 nè các bạn. Y bằng -4 rồi nè. Đó. Đó, x bằng -1, y bằng -4. Đó, giờ ta nối hai cái điểm này lại nha các bạn. Nối hai cái điểm này lại. Sau nó đi qua điểm -1 là đúng nha các bạn. Điểm có cung độ của -1 đây. Đó là mình vẽ đúng. Những cái điểm y này đây nó hơi bị là rối một chút, các bạn có thể chỉnh qua đây chút. Và số 2 mình có để cho đẹp, mình có thể né qua đây chút xíu các bạn ha. Dùng ghi đây là y bằng 3x trừ 1. Cô nhắc lại cái phần chia khoảng một đơn vị này nè các bạn. Thì ở cái video vẽ cái parabol đó các bạn, ở cái hai video trước có vẽ parabol rồi có vẽ đường thẳng thì cô hướng dẫn rất là kỹ trong hai video đó nha các bạn. Nên nó bằng để bạn chia khoảng đàng hoàng nha. Những cái đoạn này nè các bạn, đoạn này nè với đoạn này là phải bằng nhau nha các bạn ơi. Rồi chúng ta qua bài tập số 4. Chúng ta qua bài tập số 4. Cho đường thẳng DM và D, vẽ đường thẳng DM khi m bằng 2. Vậy mình ghi lại cái đường thẳng DM để các bạn ha. Rồi giờ y bằng nè trừ x nè cộng 2 nè trừ nè 2 bình nè với m là bằng 2. Các bạn đưa bài cho m bằng 2 nữa bạn ha. Rồi mình thấy m bằng 2 vô. Giờ y bằng nữa bạn trừ x hạ xuống. Mấy bạn bấm cái tính hết này vô sẽ ra được là -2. Nhớ bạn. Đó, mình xác định được cái hàm số bậc nhất rồi. Nhớ bạn, bây giờ mình là cho các điểm nhớ bạn. Giờ cho x bằng, mình muốn cho nhiêu cho các bạn ơi, muốn cho sao dễ vẽ là được. Cho x bằng 1 thì y sẽ bằng trừ x trừ 2 nữa bạn. À, y bằng trừ x trừ 2 như dấu trừ đưa qua nè. X lần 2 bằng 1. À, cô xin lỗi nhé các bạn. Ở đây là không dấu trừ. Trong bài này đề bài không cho dấu trừ. Đó. Như là đây không cho dấu trừ. thì là thấy x bằng 1 vô trừ 2 là bằng âm 1. Nhớ bạn có tính là âm 1. Rồi cho x bằng âm 1 thì y sẽ bằng x trừ 2. X trừ 2 là công thức này các bạn mới vừa xác định nè. Ha, vậy là x bằng âm 1. X bằng âm 1 trừ 2 bấm máy tính ra được là âm 3. Đó, đó là cái hàm số DM. Còn giờ chúng ta qua hàm số D là y bằng trừ x. Nhớ bạn, y bằng trừ x. Vậy chúng ta sẽ cho x bằng 2. Muốn cho nhưng mà mình tránh cho giống trên này nhé bạn. Thì y bằng trừ x. Trừ x, dấu trừ đưa qua, x là bằng 2. Được chưa bạn? Cho x bằng trừ 2 thì y bằng trừ x, trừ dấu trừ đưa qua nữa bạn, x là bằng âm 2. Đó, như vậy là bằng 2. Rồi, vậy chúng ta vẽ đồ thị hàm số nhé bạn. Vẽ đồ thị. Cô nhắc lại cái phần vẽ đồ thị này nè nhé bạn. Ở trong cái hai cái video trước cô có hướng dẫn chia khoảng về cách vẽ hệ trục bạo đồ. Các bạn coi thật kỹ nha các bạn, để mình làm nha. Đó. Như vậy là trước hết là mình vẽ cái hàm số này nữa bạn, y bằng trừ x trừ 2 nè. Đó, y bằng trừ x trừ 2 thì cho x bằng 1, y bằng âm 1. X bằng 1 nè. Y bằng âm 1 nè. Cái này là 1 nè các bạn. Âm 1 nè. Điểm này. Đây là trục OX. Đây là trục OY. Nhớ bạn. Đây là điểm thứ nhất, x bằng 1. X bằng 1. Mình vẽ cái hàm số này nữa bạn. X bằng 1, y bằng âm 1. X bằng âm 1 thì y bằng âm 3. X bằng âm 1 ở đây nữa bạn. Y là bằng âm 3. Cái số âm 1 này mình có thể né qua đây chút xíu. Âm 3. Đó. Tôi nhắc lại cách lấy những cái điểm này nè các bạn, là ở hai cái video trước cô đã hướng dẫn thật kỹ rồi ha. Đó, bạn nào xem đó thì là vẽ nha các bạn, chứ không phải vẽ lên bảng này là có cái lằn kẻ dọc ngang sẵn cho nên cô dễ vẽ nha các bạn ơi ha. Đó, nối hai điểm này lại chúng ta được hàm số là y bằng y trừ 2 nhé các bạn. Tiếp tục chúng ta vẽ thêm theo cái đồ thị này đó các bạn. Y bằng trừ x này, vậy là x bằng 2 thì y bằng âm 2. X bằng 2 nữa các bạn. Đây x bằng 2, y bằng âm 2 nằm đây. Đó. Đây cho điểm này bằng âm 2. Đó, x bằng 2, y bằng âm 2. Tiếp tục x bằng âm 2. X bằng âm 2 là nằm đây nè. X bằng âm 2, y bằng 2. Nhiều mấy bạn có thể né xuống dưới này, âm 2 né xuống dưới này. Âm 1 cũng có thể né xuống dưới này luôn. Y bằng 2. Vậy chúng ta có 2 điểm nữa các bạn. Đó, điểm thứ nhất, điểm thứ hai và nối lại. Và cái hàm số này nó phải đi qua các tọa độ nhé các bạn. Đó. Ví dụ như đây là cái hệ số b là bằng 0 nè, thì nó sẽ chắc chắn đi qua góc tọa độ. Còn cái hệ số b này là bằng âm 2 nè các bạn, thì cái đồ thị này nó sẽ cắt trục y là điểm âm 2. Hệ số b này là âm 2 nè, nên cắt trục y là điểm âm 2. Ví dụ như cái hàm số này có hệ số b là âm 1 nè, thì nó cắt trục y là điểm âm 1 nhé các bạn. Còn đây cái hệ số b nó bằng 0 thì nó phải đi qua góc tọa độ nhé các bạn. Rồi, tiếp. Đó là chúng ta mới vừa vẽ xong cái đồ thị hàm số nha các bạn. Cái này là y bằng trừ x nè. Rồi tìm tọa độ giao điểm của chúng. Cô nhắc lại, giải thích cái từ tọa độ giao điểm là gì? Giao điểm là gì? Bây giờ đường thẳng màu trắng và đường thẳng màu đỏ cắt nhau Mà điểm này nữa là thì cái điểm này được gọi là sao điểm, đúng không? Cái đường thẳng màu trắng và đường thẳng màu đỏ để cắt nhau tại điểm này. Thì cái điểm màu xanh này được gọi là giao điểm. Còn tọa độ là gì? Đây, ví dụ như cái điểm này thì x của nó bằng -2, y nó bằng 2. Thì cặp số -2, 2 gọi là tọa độ điểm này. Còn này ở đây là -3 nha các bạn. Cái điểm này x bằng -1, y bằng -3, x bằng -1, y bằng -3. Cái điểm này x bằng -1, y bằng -3. Thì cái cặp số -1, 3 chính là tọa độ của cái điểm này, chính là tọa độ của điểm này. Rồi cái điểm này bây giờ mình đi tìm tọa độ nè, nhìn trên hình vẽ thì mình thấy x bằng 1 nè, y bằng -1 nè. Như vậy cặp số 1, -1 được gọi là tọa độ của giao điểm này nhé các bạn. Thì gọi là tọa độ giao điểm. Tôi nhắc lại, giao điểm hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm nào thì điểm đó được gọi là giao điểm. Hai điều đường thẳng cắt nhau tại điểm nào thì điểm đó được gọi là giao điểm. Và cái cặp số xy mà chỉ cái điểm đó được gọi là tọa độ. Người ta gọi tên chung là tọa độ giao điểm. Nha. Như vậy là đi tìm tọa độ giao điểm chẳng qua là mình đi tìm cặp số xy thôi. Cặp số xy của cái điểm đó thì gọi là tọa độ giao điểm nhé các bạn. Cô nhắc lại, tọa độ giao điểm hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm thì điểm này được gọi là giao điểm. Và đi tìm cặp số xy chỉ cái điểm này gọi là tọa độ giao điểm nha các bạn ha. Như vậy thì bây giờ trên hình vẽ thì mình thấy rồi đó, bây giờ mình đi tìm nè. Chúng ta có hai cái hàm số. Bây giờ mình phải đi tìm xy. Thì bây giờ mình lấy hai cái đuôi này mình ráp lại nha các bạn. Hai đuôi này ráp lại. x - 2. Cái này gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm. Nếu mình nhớ cái tên đó mình ghi là giải phương trình hoành độ giao điểm. Còn nếu mình không nhớ thì mình ghi là giải phương trình cũng được nha các bạn. Giải phương trình. Đó, mình lấy cái đuôi này với đuôi này đắp lại. Nghĩa là x - 2 bằng trừ x. x - 2 bằng trừ x. Bằng đường x hạ xuống, trừ x chúng ta chuyển qua thành cộng x, trừ 2 chúng ta chuyển qua thành cộng 2. Vậy là 1x cộng 1x là bằng 2x. Ở đây cũng ghi hệ số gì ngầm hiểu số 1 đó các bạn. Số 1, 1 cộng 1 là bằng 2. 2 hạ xuống. Nhân 2 ta chuyển qua thành chia 2. Nhân 2 chuyển qua thành chia 2 vì 2 chia 2 là được 1. Các bạn nhìn lên đồ thị rõ ràng là x bằng 1 nhé các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tìm y. Tìm y thì chúng ta thế vào cái hàm số nào cũng được chứ các bạn. Giờ cô chọn vào cái hàm số này nè, y bằng 1 thì suy ra y bằng x - 2 này, x - 2 nhé các bạn, số bằng đó. X là bằng 1 trừ 2 nữa các bạn, nó mới tính ra là -1. Vẫn tính ra là -1. Như vậy thì các bạn thấy là trên đồ thị các bạn x bằng 1, y bằng -1 là đúng rồi. Mình kết luận vậy tọa độ giao điểm là x là bằng 1 các bạn, y là bằng -1. Nếu mình không thích thấy x vào cái công thức này, mình có thể thay vào đây cũng được nữa các bạn. X bằng 1 thì y bằng trừ x, y bằng trừ x, y bằng trừ x, mà x bằng 1 vậy thì y sẽ bằng -1, cũng ra giống kết quả này luôn ha. Thì đó là cô giới thiệu về cho nhắc lại các cái kiến thức cơ bản về cái hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất nha các bạn. Chúc các bạn học tốt nha.